Và với tình cảm của tất cả mọi người, chúng ta có lý do để có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong buổi tối ngày hôm nay, để đến với một showcase để khiến cho tất cả những nghệ sĩ của chúng tôi, tất cả những tâm huyết, những hình ảnh và tất cả những sự đầu tư của đạo diễn Lý Hải cùng với nhà sản xuất Minh Hà muốn mang đến cho tất cả quý vị và các bạn ở phần 7 này. Vì vậy, hy vọng là mọi người sẽ ở đây đến cuối chương trình và nhận hết tất cả những món quà của anh Lý Hải và chị Minh Hà, được không ạ? Vâng, thưa quý vị, xin được chia sẻ một lần nữa, Lật Mặt 7 trong năm nay, Lật Mặt 7 một điều ước sẽ là được khởi chiếu chính thức vào ngày, nghe cái ngày kỹ nha quý vị nha, để chúng ta ra rạp ủng hộ những suất chiếu đầu tiên, 26 tháng 4 năm 2024, và được phân loại là phim K, phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi, với điều kiện xem cùng cha mẹ hoặc là người giám hộ. Và đây sẽ là dịp để cho các khán giả có thể gặp gỡ đoàn phim và hiểu hơn về hành trình franchise của Lật Mặt. Và đó chính là lý do mới sơ cây trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ có rất nhiều những món quà sẽ dần dần hé lộ trên sân khấu. Và hy vọng rằng mọi người ơi, hãy cùng đến thật gần với sân khấu của Lật Mặt 7 một điều ước để chuẩn bị nhận thêm những món quà. Và các bạn xin được bật mí là hôm nay chúng ta có rất nhiều quà đến từ các thương hiệu rất nổi tiếng mà quý vị rất yêu quý, với những món quà rất hấp dẫn và giá trị. Xin được chia sẻ, chúng ta có cơ hội nhận về cho mình những phần quà là hiện kim, hiện vật trong buổi tối ngày hôm nay, với việc là chúng ta sẽ cùng giao lưu và chơi những trò chơi nhỏ trên sân khấu. Xin được chia sẻ, chúng ta sẽ có những món quà đến từ xe điện AI E-Bike, xe điện công nghệ thông minh. Vỗ tay quý vị ơi. Tiếp tục hãy dùng đầu ngón tay đến từ thương hiệu xe điện Blue Ra X16. Và bên cạnh đó sẽ là áo ví ba lô đến từ thương hiệu Midori. Và đừng quên, chúng ta sẽ có những chiếc nón bảo hiểm rất thời thượng và an toàn đến từ Andes. Bên cạnh đó sẽ là bình giữ nhiệt inox cũng đến từ Andes. Và chúng ta sẽ có áo Gumax Ly đến từ Lotte Cinema, kem chống nắng đến từ Aichi, và nón đông tây Barbershop. Một trong các tay dành cho những món quà trong buổi tối ngày hôm nay. Và mọi người ơi, mọi người nóng lòng để gặp diễn viên chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Trước khi mà chúng ta đến với những phần hấp dẫn nhất, người thật, việc thật ngay trên sân khấu, để chúng ta sẽ có những cái phần giao lưu, tương tác, trò chuyện, chơi game, đặt câu hỏi, thì ngay bây giờ xin mời tất cả tình yêu của chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi lại một đoạn trailer. Đây sẽ là một đoạn trailer, đây sẽ là một đoạn video sẽ chia sẻ lại tất cả những cái hình ảnh trong suốt 6 phần Lật Mặt mà chúng ta đã luôn luôn dành tình cảm thật là nhiều cho đạo diễn Lý Hải. Một tràng pháo tay dành cho video ngay sau đây. Thank you.
quý vị ơi. Và đó chính là những hình ảnh quá quen thuộc đã mang đến cho chúng ta sự quen thuộc và những tình cảm của tất cả mọi người dành cho Fresh Eye lật mặt qua 6 phần, và đây sẽ là phần 7 mà chúng ta đang rất là chờ đợi, phải không ạ? Và với thành công đó, không thể nào thiếu được sự ủng hộ và tình cảm của tất cả mọi người với một hành động nhỏ của mình, đó chính là mua vé cùng với gia đình, bạn bè, người thân của mình để ra đạp vào những cái dịp rất là quen thuộc. Anh Lý Hải sẽ luôn luôn chọn để gửi đến cho tất cả mọi người những sản phẩm ra mắt của mình, đó chính là vào ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 của Việt Nam chúng ta. Một tràng pháo tay dành cho đại diện Lý Hải được không ạ? Và quý vị thân mến, với sự thành công đó, không thể nào không gửi lời cảm ơn đến với các đối tác, các anh chị đại diện cơ quan truyền thông và các trang mạng xã hội, các anh chị diễn viên cùng toàn bộ ekip thực hiện phim, và đặc biệt là nhờ vào sự yêu thương của tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và khi mà đứng trên sân khấu này thì các bạn cảm thấy là rất là tự hào khi được đồng hành cùng với anh Lý Hải và đoàn phim của mình mang đến cho mọi người một cái buổi showcase rất đặc biệt. Vì vậy quý vị đừng bỏ lỡ qua khoảnh khắc nào trong buổi tối ngày hôm nay, và đây sẽ là khoảnh khắc như vậy. Một món quà tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đón chào sự quay trở lại của DJ Lovely cùng với những nghệ sĩ tiếp theo, và chúng ta sẽ cùng nghe lại một cái ca khúc OST khá là quen thuộc trong Lật Mặt năm 48 giờ, đó chính là ca khúc Rap Say. Một tràng pháo tay để cùng đón chào sự xuất hiện của DJ Lovely, Gần Cây và Cao Phương Thủy, xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên trái thôi. Yeah, còn chính giữa sao ạ? Và thank you Cao Phương Thủy rất nhiều với một kỳ diễn rất đặc biệt và sôi động trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và chúng ta đã mang đến một tiết mục rất là cháy cho sân khấu. Mọi người ơi, nóng hơn chưa hả? Muốn nóng nóng nữa không hả? Chắc chắn rồi, từ đây cho đến tối phải quậy hết mình nha. Ok, không vui không về nha. Thank you, xin được cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quý vị thân mến, vào năm 2015, đạo diễn Lý Hải đã cho ra mắt phim điện ảnh đầu tay với tên là Lật Mặt, đã trở thành franchise phim có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và có nhiều tác phẩm nằm trong top thị trường điện ảnh Việt, đa dạng thể loại phim nhất để có thể chiếm lĩnh rất là nhiều những kỷ lục và chiếm trọn được tình yêu của tất cả quý vị và các bạn. Và như chúng ta đã biết, mỗi năm khi mỗi lần mỗi phần bộ phim Lật Mặt ra mắt thì anh Lý Hải cùng với chị Minh Hà cùng với ekip của đoàn làm phim Lật Mặt sẽ luôn muốn đến gần hơn với tất cả quý vị khán giả của mình ở từng rạp phim, từng xuất chiếu với rất là nhiều những cái buổi cine tour bất ngờ, phải không ạ? Và đã để lại rất là nhiều những kỷ niệm, những hình ảnh tuyệt vời qua suốt gần 10 năm vừa qua. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hâm nóng lại cái không khí đó và tình cảm của tất cả mọi người và sự kết nối giữa Lật Mặt và tất cả quý vị khán giả Việt Nam trong suốt 10 năm vừa qua. Xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi đoạn clip cine tour trong suốt 10 năm vừa qua cùng với Lật Mặt. Xin mời. Đạo diễn, nhà sản xuất, tác giả, diễn viên, ca sĩ Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà. Xin mời một đồng nghiệp cùng đón chào anh Lý Hải và chị Minh Hà. Xin mời cặp đôi đẹp nhất trong tối nhau của chúng ta. Xin mời anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Vỗ tay lớn hơn được không mọi người ơi? To nữa nào. Quá trời camera rồi, quá trời điện ảnh rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì cặp đôi của chúng ta, mọi người ơi, có đẹp không ạ? Và đầu tiên thì xin mời anh Lý Hải và chị Minh Hà. Xin được chào đến tất cả quý vị ạ. Lý Hải và Minh Hà rất là vui, rất là hạnh phúc
khi mà chứng kiến tất cả các bạn có mặt trong buổi tối hôm nay để cùng với Lý Hải, cùng với ekip đoàn phim tổ chức một buổi showcase để giới thiệu cái bộ phim Lật Mặt phần 7 của lại sắp tới. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin cảm ơn. Cho anh nói thiệt luôn, ngày hôm nay anh thấy khán giả tại phố đi bộ đông cỡ này anh thấy sao anh Hải? Một điều mà Lý Hải lâu lắm rồi Lê Hải mới có cái cảm giác, một cái cảm xúc như thế này. Hồi xưa thì được đứng trên sân khấu, được biểu diễn trước hàng ngàn khán giả thì nó đã quen. Còn lâu lắm rồi Lê Hải không có hát. Bởi vậy khi mà bước ra thấy đông quá cảm thấy bị ngọt. Ví dụ mà xíu nữa mình chơi game xong này kia, mình kêu Lê Hải hát mấy bài được mọi người? Được không ạ? Để xíu vô em gài thử coi anh chịu hát không nha. Vâng ạ, okay. Xin được cảm ơn tình cảm của mọi người rất là nhiều. Và chị Minh Hà ơi, chị có muốn nói gì với mọi người không? Chị gửi lời chào đến mọi người nhẹ nhàng nha, xin mời chị. Minh Hà xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả ạ. Vâng ạ. Hôm nay thì thôi nhường lời cho anh Hải đi, tại vì Hà sẽ nói rất nhiều trên sóng live stream của Cine Tour. Và sắp tới thì Lật Mặt cũng sẽ có một chuyến đi Cine Tour rất là dài. Và hy vọng là sau buổi showcase này thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở những sự kiện tiếp theo. Ok, mọi người nhé, chúng ta có lịch hẹn với chị Hà nhé. Ok, xin được cảm ơn rất là nhiều. Và mọi người đang rất là chờ đợi sự xuất hiện lần này của Lật Mặt 7, với một cái tên đang khiến cho tất cả mọi người cũng khá là tò mò, Một Điều Ước. Vậy thì với chủ đề này, với bộ phim Lật Mặt lần thứ 7 này, không biết là anh Hải có muốn bật mí nhẹ nhẹ cho tất cả mọi người được biết là anh đang ấp ủ điều gì không ạ? Trong Lật Mặt phần 7 này cũng giống như những phần trước, Lý Hải đầu tư xây dựng bối cảnh rất là nhiều. Và trong lần này cũng như thế, thì sẵn đây Lý Hải xin phép trình làng tất cả quý vị xem thử một cụm bối cảnh chính sẽ nằm ở trong cái Lật Mặt phần 7 này, nằm ở Lạc Dương, Long Lanh, Lâm Đồng. Các bạn xem thử như thế nào ha. Và bây giờ anh sẽ khoe mọi người những hình ảnh của phim trường thực hiện bộ phim Lật Mặt 7 ngay trên màn hình của chúng ta luôn. Và anh nghe nói đó là một cái địa điểm với một cung đường rất đẹp phải không ạ? Đúng rồi, Lật Mặt trên cái cung đường là phố Hoa và Biển, kết nối giữa Nha Trang và Đà Lạt. Trên cái cung đường đi này rất là đẹp. Lê Hải nghĩ rằng nếu như có dịp, có cơ hội các bạn đến cung đường đó thì các bạn sẽ thấy là rất là tuyệt vời và không uổng phí cái thời gian mà mình đã ra tới ngoài đó. Thì để các bạn xem thử rồi xong xuôi là Lê Hải sẽ nói tiếp theo công bố ha. Vâng ạ, và ngay bây giờ xin được mời tất cả mọi người tập trung vào màn hình chính của sân khấu của chúng ta và đến với những hình ảnh được hé lộ đầu tiên. Đó chính là hình ảnh của phim trường Lật Mặt 7, Một Điều Ước. Xin mời. Lê Hải và ekip đi chọn bối cảnh rất là nhiều để tìm một cái chỗ mà để xây một bối cảnh cho nhân vật chính, đó là nhà bà Hai. Thì cuối cùng Lê Hải quyết định đó là một cái căn nhà ở bên suối, và đặc biệt là ở một cái vùng sâu vùng xa như thế. Khi một bà mẹ đơn thân mà ở cái vùng ven, đặc biệt là trong cái mé rừng như thế, khi mà xảy ra sự cố, bà mẹ sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Lúc đầu ở đó chỉ là một cái bãi đất trống và một cái nhà kho. Thì ekip đã quyết định là bắt đầu tháo nhà kho đi và dựng lại từ đầu. Mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Bối cảnh các anh em thiết kế làm rất là bay, mộng mơ, nhìn như bên Hàn vậy đó.
tất cả những vật dụng trong nhà phải thật là chu đáo và rất là kỹ. Bắt đầu tới là xung quanh nhà, những cái tấm ván, những tấm gỗ, cây cột và mái tôn xi măng, tất cả đều cũ theo thời gian. Khi mà chúng ta lên hình, nó đã nhìn giống như một cái căn nhà đã từng sinh sống rất là lâu. Ngôi nhà của nhân vật chính đó là bà Hai nằm cạnh vườn hoa bất tử. Mà hoa bất tử thì hồi xưa mọi người lên Đà Lạt thì ai cũng hay mua về làm quà để tặng người thân mình ở thành phố. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, hoa bất tử giống như là ít sử dụng hay sao mà tìm rất khó. Và Lý Hải cũng như ekip phải chạy rất là nhiều nơi ở Lâm Đồng, Đà Lạt để tìm giống hoa bất tử. Mà nó tính hàng ngàn chậu, là cả một cái khu vườn hoa như thế. Hoa bất tử có một cái rất là lạ là khi mà có nước vô thì nó sẽ túm lại, thì bắt đầu đợi nắng lên nó sẽ nở ra rất là đẹp, là làm sao cho nó canh đúng cái ngày nở để cho mình bấm máy. Và chung với bối cảnh của nhà nhân vật chính là nhà của bà hàng xóm cũng rất là quan trọng. Căn nhà của bà hàng xóm sẽ là một nơi ở cho tất cả anh em đi kiếm của đoàn phim, và đặc biệt là cái khu nấu nướng cũng như là nhà vệ sinh. Để phục vụ cho hơn 100 con người thì vẫn không đủ phòng. Thế là Lê Hà phải xây nguyên một dãy sàn để cho mọi người ngủ liền. Chơi đủ rồi, chơi luôn kìa. Không ai có thể nằm cái lều này ngoài mình được. Không ngờ là nó lạnh hơn Đà Lạt mà nó buốt lắm mọi người. Là nó lạnh tới mức độ mà răng đánh lô tô luôn á. Mọi người, đây chính là nhà của anh Ba Dẹo. Một căn nhà rất là lạ lùng mọi người. Mọi người có phát hiện ra điều gì không? Căn nhà này được chân dụng á. Mọi người biết từ cái gì không? Từ cái chuồng kìa. Muốn xây một cái gì đó nó mới, nó độc, nó lạ, mà nó phải là rộng lớn. Cuối cùng Lê Hải đã chốt được là sẽ xây ngôi nhà dưới hình tượng bếp lửa. Xung quanh là những tảng đá và chính giữa là ngọn lửa cháy lên. Bếp lửa nó là biểu tượng của vùng cao, và không chỉ ngồi để sưởi ấm mà nó còn thể hiện sự gắn kết ấm áp và tình yêu thương của gia đình. Mặc dù xuất hiện ở trong phim rất ngắn nhưng mà Lê Hải đầu tư cũng rất là lớn cho bối cảnh này vì ý nghĩa của nó. Mong rằng mọi người sẽ cảm thấy thích thú bối cảnh này. Vỗ tay, vỗ tay thật lớn cho bối cảnh của Lật Mặt 7 một điều ước được không ạ? Đúng là đạo diễn Lý Hải của chúng ta không bao giờ là chúng ta thất vọng với cái độ đầu tư hoành tráng. Hồi trước là những cái phim về hành động thì anh cũng khá là đầu tư ở những cái cảnh cháy nổ rồi bay xe nữa, và bây giờ cũng vậy. Không biết là chủ đề của một điều ước như thế nào, nhưng mà chúng ta đã thấy được rằng anh đã đầu tư một bối cảnh rất là tuyệt vời. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm những cái sự tâm huyết và những cái món quà nào anh muốn gửi đến cho mọi người sau khi mà mọi người đã theo dõi cái đoạn bối cảnh này không ạ? Đầu tiên là cho Lý Hải hỏi một câu là không biết là các bạn có muốn đến thăm phim trường ở trong phim Lật Mặt 7 vừa rồi không ạ? Bây giờ ai rảnh đi Đà Lạt check-in chơi nè? Có không ạ? Bây giờ ai muốn đi bối cảnh của Lật Mặt 7 check-in, giơ tay cao lên được không ạ? Giơ tay lên được ạ. Anh ơi, ở dưới đó mình chứa được khoảng bao nhiêu người vậy? Ở đó chứa chắc 10,000 người. Trời ơi, cái đó đất sống rồi đúng không anh? Những cái bối cảnh trước khi mà Lê Hải xây xong, làm phim xong thì mình sẽ tháo dỡ ra và bỏ đi. Nhưng riêng cái phần 7 này Lê Hải giữ toàn bộ nguyên một cái khu xây dựng vừa rồi. Và đặc biệt là có một cái con suối rất đẹp dài 1 cây số chảy dài trên cái bối cảnh. Và hôm nay cũng Lê Hải cũng xin bật mí một điều là Lê Hải sẽ chính thức mở cửa free, không có thu vé, không có gì hết nha các bạn. Free mọi người ơi. Mở cửa miễn phí, nhưng mà chỉ có 2 ngày thôi. Duy nhất 2 ngày là ngày 20 và ngày 21 tháng 4 này, từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Nếu như các bạn nào có thích đến đó check in thử thì Lý Hải sẽ rất là mời các bạn. Rất là chào đón nha các bạn nha. Và quý vị hồi nãy và lúc đó là Lý Hải cũng như toàn bộ ekip sẽ có mặt ở đó để tiếp đón tất cả quý vị. Đó, đặc biệt là cái vụ đó
Hồi nãy chúng ta thấy là em thấy là trong quá trình làm phim là em có hỏi chị Hà với Hải là mọi người camping cắm trại ngay tại bờ suối luôn hả? Đúng rồi ạ. À, mọi người ơi, rất là chill nha. Chúng ta dành thời gian trong hai ngày là ngày 20 và ngày 21. Nếu mà rảnh thì chúng ta ghé đến với Bối Cảnh để mà chơi với mọi người nha. À, nhưng mà sẽ giới hạn thời gian là chỉ có buổi sáng cho tới buổi chiều. Dạ, 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều nha mọi người. 5 giờ chiều thôi ạ. Vâng. À, và cái này rất là quan trọng, đó là cách đi. Khi mà các bạn đã đến cung đường, đã đến Đà Lạt thì các bạn đi đường quốc lộ 27C để xuống Nha Trang. Đó là đường hoa và biển. Cái cung đường rất là đẹp. Đó thì các bạn chạy trên giữa đường, các bạn thấy một cái bếp lửa vừa rồi nó to đùng luôn, là các bạn biết đó là phim bếp của nhà anh Hải đó. Không phải, phim trường studio. Dạ. Đó thì một là vậy, hai nữa là ngày mai Lý Hải sẽ tạo một cái điểm check in cho các bạn. Các bạn cứ điểm check in vào phim trường, Lý Hải sẽ ra đường đi Lý Hải studio, mong rằng sẽ gặp lại và đón nhận tất cả các bạn có mặt ở đây trong ngày 20 và ngày 21 tháng 4 này. Cảm ơn các bạn. Vỗ tay quý vị ơi. Vâng ạ, và ngày mai Lý Hải sẽ giúp chúng ta định vị cụ thể Lý Hải Studio để mọi người tìm đường cho dễ nha. Và còn thêm một cái món quà nữa, bất ngờ hơn nữa, nhưng mà lần này giới hạn ngân xíu. Hồi nãy là dành cho tất cả mọi người, còn bây giờ sẽ dành cho 100 vị khách may mắn nhất trong buổi premiere sắp tới thưa quý vị và các bạn. Đó chính là 100 bạn nào may mắn nhất nè, và chia sẻ được câu chuyện tràn đầy cảm hứng của mình về người mẹ của mình, hoặc là về một câu chuyện nào đó về một người mẹ trên những trang TikTok hoặc là trang Facebook của mình. Và sau đó đừng quên kèm theo hashtag là một điều ước Hồ Chí Minh, viết tắt là HCM nếu như các bạn ở Hồ Chí Minh nhé. Còn nếu như Hà Nội thì các bạn hãy hashtag là Lật Mặt 7 cùng với hashtag một điều ước HN các bạn nhé. Vâng ạ. Và chị Hà ơi, chị có thể chia sẻ là 100 nhân vật đó sẽ nhận được điều gì đặc biệt không ạ? Thật ra đây là lần đầu tiên mà Lật Mặt tặng số vé premiere lớn như vậy. Tại vì thường là premiere là sẽ phải mời những cái khách VIP và những cái diễn viên ở trong phim để cho cái buổi ra mắt phim. Dạ, nhưng mà năm nay thì anh Lý Hải rất là muốn dành một cái điều đặc biệt tặng cho tất cả các bạn. Không phải là celeb, không phải là nghệ sĩ, vẫn có cơ hội để đến thảm đỏ, dẫn mẹ đến thảm đỏ, chụp hình với lại toàn bộ ekip Lật Mặt 7. Và Hà rất là mong muốn được nghe những cái câu chuyện các bạn chia sẻ về gia đình, về mẹ của mình, bởi vì Hà nghĩ rằng trong cuộc sống này ai cũng có mẹ, và nếu như mà chúng ta đọc được, nghe được, biết được những câu chuyện truyền cảm hứng từ tất cả mọi người, những câu chuyện mà làm cho chúng ta yêu thương nhau hơn, thì đó là một điều rất là tuyệt vời và chúng ta cần lan tỏa điều đó. Chính vì vậy mà Hà và anh Hải đã quyết định tặng 100 vé premiere để dành cho mọi người chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng nhất. Rất là mong gặp lại mọi người ở premiere nhé. Mọi người ơi, sẵn sàng nhá, mình chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về mẹ của mình. Nhớ nha, trên TikTok hoặc là trên Facebook. Và đừng quên là ngày review của chúng ta đó chính là ngày 24 tháng 4. Vâng ạ, à, cũng là sinh nhật của em luôn á. Trời ơi. Vâng ạ, ở Hồ Chí Minh là ngày 24 tháng 4, ngay tại Vivo City quận 7 thưa quý vị. Còn cái Hà Nội thì là vào ngày mấy hả? Hà Nội là ngày 25 tháng 4 ạ. Ở Rau City, còn 26 thì Lý Hải về ekip sẽ đi cine tour ở Hà Nội. Vâng ạ, à, mọi người ơi, nhớ nha, nốt lịch lại để cùng gặp gỡ đoàn làm phim của Lật Mặt 7. Và ngay bây giờ, trước khi gặp ở buổi premiere, mình gặp trên sân khấu luôn ngay bây giờ được không ạ? Mọi người đang đứng chờ đợi khoảnh khắc này rồi phải không nào? Vì vậy ngay bây giờ, Quốc Bảo, anh Lý Hải và chị Minh Hà sẽ nép qua một bên để nhường sân khấu lại cho những nhân vật chính của Lật Mặt 7, một điều ước thưa quý vị. Hãy cùng dành những đôi vỗ tay đồng nhiệt nhất để cùng đón chào dàn cast của Lật Mặt 7, một điều ước ngay trên sân khấu. Xin được giới thiệu sự xuất hiện của những diễn viên Trương Minh Cường trong vai Hanko, Abi Minh Khuê trong vai Phai. Từ mẹ tân từ trong Nam ra ngoài này. Tôi cũng bận á, cho anh rảnh nè, cái miệng ăn mắm ăn muối luôn mà. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì rất là tiếc vì diễn viên Abi Minh Khuê tham gia cùng với mọi người buổi xuân tây này ạ. Một đôi tay dành cho những người Trương Minh Cường nữa các bạn. Em cũng đi làm cả ngày như anh thôi. Tính toán nhanh vậy. Anh à. Và tiếp theo hãy cùng đón chào diễn viên Đinh Y Nhung trong vai Ba Lạnh.
đôi tiếp theo những vị văn cặp duyên trong vai Tư Hào và Tuấn Nguyễn trong vai Thám. Này cũng kẹt rồi. Yeah. Những vị văn cặp duyên lần này đồng loạt cùng với Tuấn Nguyễn và họ là một cặp vợ chồng má đẹp đôi vỡ tay tình lắm cái gì ơi. Đúng cũng rồi luôn rồi đó. Wow. Ngày hôm nay tôi cũng lột xác quá nha. Tiếp theo hãy cùng đón nhận số tiền của cặp đôi tiếp theo Vinh Trâm Anh trong vai Long Thảo và Vinh Thanh Thức trong vai Giang. Và đây là cặp đôi tiếp theo trong phòng điều ước lật bản bảy. Rất nhiều cặp đôi sẽ xuất hiện trong kịch bản lần này của anh Lý Hải. Và hãy cùng chờ đợi và các bạn đến những tình tiết và những câu chuyện như thế nào. Và tiếp theo hãy cùng nói chuyện với diễn viên Trần Phi Hải trong vai Sáu Tâm cùng với diễn viên Lê Thu trong vai Thi. Em đang lãnh công trình ở đây nè. Bị đưa đến nào cũng bận á, cho anh rảnh nè. Không cần biết, tôi giao hiện. Vâng à, một cặp đôi rất thẳng xôn, rất đẹp đôi và thời trai. Cho thật tốt của chúng ta. Và nhân vật đến với chúng ta đó chính là diễn viên Thanh Hiền trong vai Bà Hai. Một đôi tay dành cho người mẹ trong lớp mặt bảy của chúng ta nào. Mấy đứa con của tôi có nghe tôi bệnh một cái hả? Nó đôn đáo chạy về là có thuốc quá rồi. Vô nguy hiểm chưa? Cái lần kia 5-6 đứa không đứa nào giúp được cái gì hết trơn. Vâng thưa quý vị, còn cao tới nữa dành cho cả các cô lớp mặt bảy một điều ước ra. Mọi người à. Và đây sẽ là lời chào của dàn các quân lập mặt bảy một điều gửi tặng đến cho tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng nào, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và chắc là mình sẽ giao lưu để cho tất cả mọi người sẽ gửi lời chào nhân đến với tất cả quý vị khán giả được không ạ? Xin mời anh Lý Hải truyền mic giùm em. Xin chào mọi người. Fan của Tín Nguyễn đâu ạ? À? Rồi bây giờ mình giới thiệu nhân tên của mình và tên nhân vật trong phim nào, xin mời. Xin chào mọi người, mình là Tín Nguyễn, mình trong vai Tư Thắm, vợ của Tư Hậu. Trời ơi, dễ thương. Quá đầu tiên xin chào tất cả bà con. Đã tiên hôm nay may mắn là được tham gia vai Tư Hậu, một trong những người con của má hai ở đây. Hy vọng cuối tháng 4 này bà con ra làm ủng hộ tất cả anh em ekip nha, cảm ơn rất là nhiều. Yeah, xin được cảm ơn anh Tiên. Dạ, Trung Minh Cường xin gửi chào tất cả quý vị ở đây. Lâu lắm Cường mới xuất hiện trở lại. Và lần này sẽ là phim Lật Mặt 7. Và Trung Minh Cường đóng vai Hai Khôn, anh hai trong gia đình. Dạ, dạ xin cảm ơn anh, một trong cái tay được lớn được không ạ? À? Dạ, con xin mời má ạ. À. Xin được gọi là má, nghe tự già quá già. má tên là Thanh Hiền. Trong Lật Mặt 7, một điều ước lần này là trong vai bà Hai. Bà Hai là mẹ của 5 người con. Coi như là nhân vật chính của chúng ta đó mọi người. Vỗ tay lớn cho được không ạ? À? Dạ, con xin cảm ơn mẹ. Rồi, tiếp tục ở bên đây, xin mời Hải. Quý vị khán giả ơi! Cảm ơn mọi người đã yêu thương toàn của Lật Mặt 6 và đến với Lật Mặt 7, một điều ước lần này. Trần Kim Hải vào vai người con út của má Hai. Xin cảm ơn quý vị ngày hôm nay rất nhiều ạ. À. Yeah. Trời ơi, Trần Kim Hải ơi, trong phim này vợ của mình rất là xinh nha. Xin mời bạn. Diễn viên Lê Thu và trong phim Lật Mặt 7, Lê Thu vai Sáu Thi, vợ của Sáu Tâm. Cảm ơn quý vị. Dạ em xin chào cả nhà. Em là diễn viên Trâm Anh và trong Lật Mặt 7, một điều ước lần này em đảm nhận vai Năm Thảo. Và xin mọi người ủng hộ cho phim vào ngày 26 tháng 4 này tại các cụm rạp nha. Yeah, thank you. Mọi người có nhớ anh An của Lật Mặt 6 không ạ? Lần này anh An đã quá kiếp rồi, thành anh danh rồi mọi người ơi. Anh danh chồng của Năm Thảo, con rể của bà Hai. Hôm nay cái phong thái anh khác hẳn luôn. Dạ. Đinh Nhung xin chào quý vị khán giả. Và trong Lật Mặt bản này, Đinh Nhung sẽ đóng một vai rất là đáng yêu. Chờ đợi ngày 26 tháng 4 để khán giả tò mò nha. Và chồng của Đinh Nhung là ba dẹo anh Lý Hải. Trời ơi, lớn chuyện à.
Mà cái chữ mà chị Đinh Nhung nói là vai dễ thương, hình như trong mặt kép hay sao á, nhìn mặt chị như là hơi bí mật chút xíu. Cảm ơn chị rất là nhiều. Một lần nữa hãy dành một cặp tay thật lớn cho tất cả những nhân vật trên sân khấu được không ạ? Và bây giờ để chúng ta dần dần hiểu thêm về kịch bản sắp tới của Một Điều Ước, và để xem cái sự hóa thân của tất cả những diễn viên của chúng ta trên sân khấu sẽ hóa thân trong bộ phim lần này ra sao với những hình ảnh bật mí đầu tiên, xin được mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng đến với đoạn trailer của Lật Mặt 7 Một Điều Ước. Xin mời. Ngồi trong này thôi nha, không có đi ra ngoài, nó quắc khách là quắc mà vô cầm xe tải luôn á. Em không thể nào mà vừa chạy tới chạy luôn để lo cho con với cho mẹ được anh ơi. Tôi đã gọi cho mấy đứa kia. Tâm Thảo, tôi lo mẹ được không? Trời ơi, em về chăm thì được rồi đó. Nhưng mà cho anh ơi, được không? Hãy tập trung vào trailer này. Sắp xanh. Vì đây sẽ là những câu hỏi tiếp theo đến với Kini Kim cho quý vị nha. Anh mà không được mấy đứa đó là nó chạy về rồi. Coi thật kỹ quý vị nha. Chân mẹ lành lặn thì còn đỡ. Đằng này chân mẹ như thế mà anh đưa mẹ tận từ trong Nam ra ngoài này. Anh tính thế liệu đó ổn chưa? Ông có tội gì không hả? Cần xuống lộn hết rồi, kỹ gì tiền? Lát nữa tôi mái rồi cùng xuống lấy hàng nữa nè. Phải thu hoạch cho xong chứ không thu hoạch kịp đó là ăn cho hết luôn. Tôi không cần bé. Tôi giao hẹn 3 ngày tôi trở lại mà không đúng á, tôi đi kiện cậu đó. Con gái gì đâu mà để chỉ nhà mình vậy? À con gì chưa mà chỉ 5-6 đứa không thể nào giúp được cái gì hết trơn. Mấy đứa con của tôi nó nghe tôi bệnh một cái hả, nó nôn đáo chạy về. Ôi, bà có phước quá rồi. Ôi bà hai đi đâu sáng giờ không thấy? Con chừng ra bờ suối lũ cuốn trôi luôn rồi đó. Cái miệng ăn mắm ăn muối không à? Bà ơi. Đó chính là một mini game trả lời câu hỏi nhanh và tất cả những câu hỏi liên quan đến Lật Mặt, đến với đoạn trailer vừa rồi và đặc biệt là liên quan đến những diễn viên của chúng ta nữa. Và xin được thông báo là chúng ta sẽ có rất nhiều những phần quà trong phần trả lời câu hỏi chính xác này. Vì vậy mọi người biết câu trả lời, giơ tay thật nhanh. Tất cả những nhân viên của chúng ta sẽ mang micro đến tận vị trí của tất cả quý vị nha. Vì vậy cố gắng cho mọi người nha, câu hỏi dễ lắm. Và bây giờ với dàn cast của Lật Mặt 7 trên sân khấu thì Quốc Bảo sẽ mời mỗi nhân vật hỏi một câu cho thú vị được không ạ? Ok, và câu hỏi đầu tiên các bạn xin được mời diễn viên Trương Minh Cường ạ. Xin mời anh. Xin mời anh ra giữa sân khấu nha. Anh giúp em hỏi câu đầu tiên. Dạ. Khuấy lên sân khấu anh Cường ơi. Đầu tiên thì câu hỏi rất là dễ quý vị nha. Dễ lắm, dễ trúng nữa. Và bằng mí cho mọi người biết là quà là gì luôn. Cho mọi người thấy hấp dẫn nè. Đó chính là một chiếc nón bảo hiểm đến từ Andes thưa quý vị. Dường như là sau câu hỏi mới được bật mí em ạ. Câu hỏi dễ lắm. Ai mà sau khi mà Cường nói câu hỏi xong á, ai giơ tay trước chạy lên đây hay hoặc là như thế nào anh hả? Sao mà chạy? Ai giơ tay? Bao nhiêu người giơ tay sao biết hết? Rồi mình chạy vượt đào hay sao anh? Cái sao chạy anh? Rồi mọi người tranh thủ giơ tay nha. Giơ tay xong mình chọn. Em chọn giúp anh nha. Chứ anh thấy là đông quá không chọn nổi đâu. Rồi cố gắng nè. Câu hỏi đầu tiên cho mọi người nha, tập trung nha. Câu hỏi đầu tiên rất là dễ luôn, nhớ tập trung nha. Phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước lần này đạo diễn và kịch bản là ai? Ủa rồi hỏi chưa? cái câu này giống như là cho vậy ta. Anh nói dễ mà, đúng là anh nói dễ mà. Em thấy là bạn nói đỏ rất không? Nhanh. Vâng à, với ngoại hình nổi bật của anh thì anh đã chiếm trọn mình. Rồi anh Hải xong bạn sẽ trả lại câu hỏi của anh Trần Văn Cường ạ. Đạo diễn của phim Lật Mặt 7 là anh Lý Hải và nhà sản xuất là chị Minh Hà. Người ta hỏi cái đạo diễn không ơi? Kịch bản cái đạo diễn. Kịch bản cái đạo diễn giờ chốt một câu nè, đó chính là anh Lý Hải ạ. Đúng rồi. Vỗ tay ạ.
Và anh là... câu này dễ quá, mọi người hết vỗ tay. Đúng rồi, và anh là tên là Trương Minh Cường nha, và Trịnh Minh Cường nha, Trương Minh Cường. Rồi, vâng, à, xin cảm ơn anh Trương Minh Cường rất là nhiều. Một chiếc nón bảo hiểm đến từ Andes được gửi tặng cho anh là chúc mừng anh. Câu thứ hai, để nhờ ai đây? Con nhờ... Đây, à, ủa, câu hai hả? Tín Nguyễn, hỏi luôn đi em, vô. Fan của em hôm nay đông lắm, fan của Tín Nguyễn đó. Ê, nhưng mà hôm nay nhìn khác quá nhờ. Em ngày hôm ra đó. Em lột xác. Em lột xác luôn. Hôm nay nè, lột quà gửi tặng cho mọi người nè. Câu tiếp theo, vô. Mọi người nghe kỹ câu hỏi nha. Vai bà hai trong phim bao nhiêu tuổi? Có luôn hả? Ai? Bạn nào anh hãy chọn em. Đúng rồi. Ok, bạn nam đâu đi? Dạ, ba bà hai trong phim là 73 tuổi. Chính xác không? Đúng rồi, chính xác không? Dạ đúng. Và đó là đáp án chính xác, chúc mừng. Trời ơi, quá hay luôn, xin được cảm ơn em rất là nhiều. Và một phần quà, chúc mừng bạn đã nhận về một ba lô đến từ... Ủa, đáp án? Cái ly. Ly đến từ Lotte Cinema, xin được chúc mừng. Xin được cảm ơn Tấn Nguyễn rất là nhiều. Và câu tiếp theo, con mời má đi. Má ơi, má hỏi giùm con một câu dành tặng cho mọi người một món quà ạ. Ngoại Hiền xin hỏi là bữa nay có fan của Ngoại Hiền không á? Quá trời, có nhưng mà hối bộ luôn Ngoại ơi. Có không à? Ôi, Ngoại Hiền rất là cảm động, tưởng đâu là cái fan là chỉ để dành cho các diễn viên trẻ thôi. À, bữa nay Ngoại Hiền rất là vui. À, bữa nay câu hỏi Ngoại Hiền đặt đến để cho tụi con trả lời cũng rất là dễ luôn á. Bắt đầu nghe. Những bông hoa xuất hiện nhiều ở trong trailer của Lật Mặt 71 Điều Ước là hoa gì? Dơ tay quá trời dơ rồi luôn. Áo đen bên đây, áo đen đứng hàng đầu luôn, xin mời em. Là hoa bất tử à? Hoa bất tử đó là đáng, đúng không má? Xin chúc mừng. Chúc mừng, và xin chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một ba lô đến từ Midori. Xin cảm ơn. Trời ơi, quà bị trộn tầm lâm mà. Xin được chúc mừng các bạn nhận được cho mình một bình nước Andes cùng với bộ phim Lật Mặt 7 à. Chúc mừng bạn. Con xin cảm ơn má. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo. Quách Ngọc, anh ơi hỏi giùm em. Cả nhà mình ơi, chuẩn bị nhận quà tiếp nha. Bên đây hả? Hay là bên này? Yeah. Tập trung. Câu hỏi của tôi rất là khó. Tập trung nha. Nhân vật bà hai mẹ Tư Hậu trong phim tên gì? Anh Hải kêu bịt mặt ở xa xa. Em ở xa xa, em đeo khẩu trang á. Khoan anh, chờ em xí. Đúng rồi, em đeo khẩu trang đây, đúng nhưng rồi. Nhưng mà cho em xí cái đi. Hả? Anh ơi, mình ổn không? Anh hỏi hả? Trong câu hỏi, những cái câu trả lời sao? Ừ. Cái gì mà nhân vật bà hai tên gì là sao anh? Anh Tuyên ổn không anh Tuyên? Ủa, dạo này mình ăn sushi nhiều quá, mình bị vậy hả? Không có, tại dưới này còn người nhà anh không, anh muốn tặng quà mà. Vậy hả? Ừ. Chắc chưa? Đúng không mọi người? Yeah. Hỏi như hỏi vậy mọi người. Bịt mặt màu đen, anh Hải kêu bịt mặt màu đen. Em bịt mặt màu đen, đúng rồi em đó. Tên gì em nói luôn đi. Nguyễn Thị Hai. Đúng không má? Con không nhớ tên má luôn. Trời ơi, không nhớ mà đi hỏi người ta. Chính xác rồi. Chúc mừng em. Chúc mừng à. Bạn nhận về cho mình một ba lô Midori của bộ phim Lật Mặt 7. Chúc mừng. Vâng, câu tiếp theo. Hải ơi, hỏi luôn đi Hải. Trần Kim Hải. Everybody. Yeah. Yeah, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hải hôm nay Hải xin tới 20 phần quà lận. Nhưng mà không được, không cho. Cho nên là cũng có một phần quà nhưng mà Hải chưa biết đó là gì. Câu hỏi Hải muốn dành tặng cho quý vị khán giả là: lý do vì sao bà hai bị mất tích? Lý do bà hai bị mất tích. Ok. Hải thấy ai giơ tay cao? Hải có nhìn thấy một người đây đi, bạn đi. Ok. Anh đang cầm cái khăn rằng hả? Đây anh này, anh người nước ngoài ạ. À, yes. Yeah. Thật sự ra là khi mà bà ấy bị mất tích đó là do bà ấy đang ngồi trong một chiếc xe lăn. Trong một cái chiếc xe lăn đó khi mà bị vấp một phát á là té trên suối rồi, xong rồi tất cả mọi người là yes. Và phải nói là đây là một cái tình huống rất là buồn thật sự luôn. Mình cũng mong chờ cái ngày 26 tháng 4 khi bộ phim ra rạp á sẽ được đón nhận nhiều hơn. Và má ơi,
Con cảm ơn má rất là nhiều. I love you. Thank you. Okay. Xin được cảm ơn một gương mặt phải nói là dành cho bạn là một chiếc áo thun đến từ Midori. Chúc mừng. Yeah. Yeah, thank you. Xin được chúc mừng ạ. Một áo thun đến từ Midori cùng với bộ phim Lật Mặt 7. Và bên phải ơi, nãy giờ chưa được hỏi đúng không ạ? Giờ qua đây nha. Giờ mình qua bên phải. Dạ, yeah. Ok. Cả nhà ơi, Lê Thu, chúc các bạn nào. Còn rất là nhiều phần quà nữa, cho nên là quý vị hãy nhanh tay giơ tay lên để giành quyền trả lời để mình nhận quà nhé. Câu hỏi mà Lê Thu muốn đặt cho quý vị là trong trailer của phim cũng đã có xuất hiện, nếu mà quý vị có xem, lý do tại sao nhân vật Sáu Tâm không về chăm mẹ được. Đó, bây giờ em chọn cho anh đi, đâu mấy bên đây nè, bên phải nãy giờ chưa được. Nãy giờ mình ở giữa rồi ha, bây giờ mình ưu tiên bên cánh tay phải. Các bạn có thể giơ tay cao lên nữa không ạ? Còn hai bên cánh gà nữa nha, mọi người cứ chọn nha, tất cả mọi người đều có cơ hội nè. Em chọn. Chọn. Một cái bạn nhỏ giơ cái tay lên cầm cái điện thoại. Điện thoại màu xanh lá cây đúng không? Đúng rồi. Xin mời bạn. Bạn áo đen đúng rồi. Áo đen đang mắc kính đúng rồi bạn ơi. Chuyển mic cho bạn. Giúp bạn ở hơi xa một xíu nha. Vâng ạ, bạn trả lời to lên nè. Cái gì mang bầu, tôi nghe mang bầu đó. Tại vợ của anh Sáu Tâm mang bầu. Vợ mang bầu đúng không ạ? Chính xác, chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một ví Midori cùng một phim Lật Mặt 7. Và bây giờ, Trâm Anh, giúp anh hỏi câu tiếp theo nào. Em thích khu vực nào? Bên phải nè, bên cánh gà. Nãy giờ mọi người. Nãy giờ em thấy cái chỗ như bên phải, giờ chắc em qua bên trái. Qua bên trái đi em. Cánh gà bên trái ơi. Câu hỏi của em thì nó sẽ hơi khó một chút. Cho nên là mọi người suy nghĩ kỹ nha. Là hãy kể tên các phần Lật Mặt đã xuất hiện. 3, 2. Kể tên nha. Ai là fan cứng của Lật Mặt nè? Kể chính xác, 6 phần. Em chọn anh áo xanh ở xa. Anh xanh, anh áo xanh. Dạ đúng anh rồi. Anh có đang phải bận đi chạy xe không à? Dạ. Anh có thể trả lời lớn lên được không ạ? Dạ. Không, 6 phần là trả lời lớn, không nghe hết đâu em. Chuyện mất đi em ơi. Đúng rồi. Hình như anh chạy xe công nghệ hả? Dạ đúng rồi. Anh bỏ cuốc luôn, anh qua đứng chơi giống như mình luôn. Rồi, xin mời anh, 6 phần của mình xin tên gì ạ? Xin trả lời là 6 Lật Mặt, 6 bộ phim dù đã theo dõi. Và thứ nhất, Cần Thơ. Alo. Dạ. Tên bộ phim anh. Dạ, tên của... Ví dụ như Lật Mặt 7 là một điều ước. Dạ, còn 6 phần rồi. Kia là tên gì ạ? Dạ. Thương anh quá. Dạ. Anh chạy xe cả ngày, anh coi phim mà không nhớ tên lắm. Vậy chắc em xin mời một cánh tay khác. Bên này nhiều lắm, bên này fan cứng nhiều lắm nè. Rồi bây giờ mình bỏ tay xuống, 3, 2, 1 bên mình vô lên nha. Bên này nhiều lắm nè. Mình bỏ xuống, mình 3, 2, 1 vô lên nha. Để xuống nào, 1, 2, 3 vô lại nè. Để xuống. Rồi. 3, 2, 1, chứ. Chỗ này. Em chọn đi. Chọn nữ rồi. Nữ. Bên này sơn quá, cái xóm này sơn quá nè. Áo trắng, đúng rồi, áo trắng. Xin mời em. Để 6 phần nha. 6 phần luôn nha. Lật Mặt, phim giường, ba nhật huyết, nhà có khách, 48 giờ, tắm bé điện mệnh. Chúc mừng! Và xin chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một bộ kem chống nắng đến từ thương hiệu IG. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ anh Thanh Thức lựa chọn giúp em một câu hỏi để gửi tặng cho mọi người quà nào. Mọi người ơi! Mọi người muốn nhận quà từ anh Đang của Lật Mặt 6 không? Ê, anh Đang đi xa lắm nha. Vậy có muốn nhận quà của anh Danh Lật Mặt 7 không? Câu hỏi đó chính là bối cảnh chính của Lật Mặt 7 nằm ở đâu? Cứ hỏi như vậy thôi. Mời anh chọn. Em thấy bên ngoài rìa, ở ngoài đường nãy giờ nha. Rồi ngoài đường chưa có. Mời bạn áo thun màu hồng sọc đó, bạn nữ. Đó, màu hồng, cánh sen, hồng phấn, đúng rồi. Đúng rồi. Bối cảnh chính của Lật Mặt 7 nằm ở đâu? Ở
ơi. Đọc. Cái gì em? Nói to lên, nói to lên. Đâu mà. Chưa chính xác cái tên cụ thể. Cụ thể hơn, cụ thể chính xác hơn. Cái tên của ngôi làng đó là gì? Đà Lạt Lâm Đồng, phòng chung chung quá. Rồi. Mất quyền. Cái gì mọi người yêu mến lên cho luôn rồi kìa. Bán được rồi, không được nữa đâu. Sao nữa hả? Ở đằng xa được không? Kế một cái bạn mà cầm cái hũ bằng nữ ở dưới đó được không? Do nón nè. Ok, bạn nói bằng chiếc nón mặt cáo màu xanh lá đi hả? Màu xanh dạ quang, xin mời bạn. Lạc Dương Lâm Đồng. Lạc Dương Lâm Đồng. Lạc Dương Lâm Đồng, chính xác à. Muốn tên cụ thể của cái làng đó tên gì? Bạn Tiểu. Khoan, quan trọng nhất là cái tên làng. Làng tên ngôi làng đó, để lần này chúng ta sẽ lên tham quan tại đây. Rông Lắc à. Làng Rông Lắc. Cái gì? Lông lá gì? Cái lông lá? Lông rác à. Lông lắc gì thì em nghe cái gì lông lắc kìa. Rồi, một bạn nữ ở giữa đó kìa, bạn áo đen. Áo đen ở giữa. Rồi, đúng rồi, bạn. Rồi, trả lời đi em, đúng rồi. Tính đi, trả lời liền luôn. Từ lông, từ lên, Lâm Đồng. Còn không lông, phải. Còn Lâm Đồng, chính xác cái này. Lông lắc đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Chúc mừng. Chúc mừng bạn. Xin được cảm ơn câu hỏi khá cồng kềnh đến từ Thanh Thức. Quá đổi. Vâng ạ, chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một chiếc áo thun đến từ Midori. Vâng ạ, xin mời chị Đinh Nhung ạ. Quý vị khán giả ơi, và đây là câu hỏi cuối cùng cũng rất là dễ nôn. Sau khi mọi người coi trailer Lật Mặt 7 rồi, mọi người cho Nhung và ekip đoàn phim cảm nghĩ như thế nào? Cánh tay đâu? Giơ tay cao nè. Giơ tay cao. Ủa, anh leo lên trên luôn rồi. Anh leo lên đầu bạn luôn kìa. Trời ơi. Mời bạn. Trời ơi, cái gì mà leo quá leo rồi. Mời bạn áo màu đỏ. Bế nhau đi nhận quà luôn. Mời bạn lên sân khấu luôn. Mời bạn. Vì hành động leo lên đầu bạn mình. Chúc mừng bạn đã nhận được một suất may mắn trả lời khi đứng bên cạnh các diễn viên của chúng ta. Trời ơi, mang dép nhìn cưng ghê không? Gì đâu, hơn mặc quần xà lõn á. Xin mời em. Thưa mọi người, lại là em hơi rung. Không có gì rung hết bé, từ từ thôi. Cảm nghĩ của em xem được cái trailer phần 7 của Lật Mặt. Không có xỉu nè, Phần 7 của gì ta? Lật Mặt phần 7. Em nhớ gì đó được rồi. Lật Mặt phần 7 một điều ước. Em thấy anh thấy rung. Chú Lý Hải có đầu tư vào cái bối cảnh và thở quá vỗ tay quý vị ơi. Nhập có đầu tư vào cái bối cảnh và nhập tâm nhiệt tình là một người đạo diễn và anh thấy em khá đầu tư cho câu trả lời của mình. Dạ. Coi xong cho lên cảm xúc sao? Dạ, thấy sao nó vậy? Của em thì nó cảm thấy ý nghĩa về người mẹ. Em không rung quá, em nói không có đỏ có nữa. Có nhớ mẹ không? Nhớ mẹ. Và em không có gì hơn thì ngày mấy? Ngày 26 tháng 4 em sẽ ra ủng hộ đạo diễn chú Lý Hải và toàn bộ ekip rồi đầu phim. Cảm ơn em, nhớ dẫn mẹ đi nha. Dạ. Ôi cho tới kia vỗ tay được không ạ? Quá dễ thương luôn. Xin được chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một chiếc áo thun đến từ khu Mac cùng bộ phim Lật Mặt 7. Trời ơi, bé luôn. Bây giờ còn rung không? Rung thiệt luôn mọi người. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Một đôi tay dành cho bạn đứng trên sân khấu và đứng bên cạnh anh Lý Hải và dàn cast nữa thì chắc chắn là phải rung rồi ạ. Cảm ơn bạn và chúc mừng bạn.
Và bây giờ thì chúc mừng mọi người, chúng ta vẫn còn những chiếc xe máy, những chiếc xe điện, xe đạp đằng sau nữa. Vì vậy mọi người ơi, chờ nhá, chúng ta còn rất nhiều quà nữa. Và bây giờ trước khi chia tay với dàn cát trên sân khấu thì chúng ta chụp chung một tấm ảnh lưu niệm được không ạ? Ok, xin mời dàn cát của Lật Mặt Bảy Một Điều Ước sẽ quay ngược lại để chụp hình chung với tất cả mọi người. Cho Lý Hải chụp chung tấm hình làm kỷ niệm nha. Không biết khi nào có cơ hội nha. Rồi ơi, alo, từ từ anh. Nhờ tất cả mọi người vô số 7 lên nha, Lật Mặt Bảy nha. Rồi chưa các bạn, chuẩn bị nè. 1, 2, 1, 2, 3, vô. Một cái nữa nè, một cái nữa nè. Rồi, anh vô ra đi. Gần hơn với mọi người nào. Ok, số 7 nha. Một bước nữa để mình không che khán giả nè. Rồi đưa số 7 nha, 7 ngón tay nha, 7 ngón tay ha. Rồi chuẩn bị. Mọi người ơi, mình sẽ có một cái khẩu hiệu chung với nhau. 1, 2, 3, Lật Mặt Bảy Một Điều Ước. Yeah nha mọi người. Ok. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau ra rạp từ lâu sớm để gặp gỡ những nhân vật của Lật Mặt Bảy Một Điều Ước trong phim quý vị nha. Và ngay bây giờ sẽ để cho tất cả mọi người không dừng lại ở cái không khí này, sân khấu của chúng ta sẽ nóng hơn nữa với một phần quà, đó chính là OST của Lật Mặt Bảy Một Điều Ước. Và chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của một nam rapper tròn tròn dễ thương nhưng mà cái giọng nói rất là Khui. Ai vậy? Một đồng ở đây đang cùng đón chào OST của Lật Mặt Bảy Một Điều Ước cùng với Euro Big Boy. Xin chào tất cả các bạn, các anh chị, các cô bác đã có mặt ở đây ngày hôm nay. You know Big Boy the building, baby. Let's get it. Mình tới với... có những gương mặt thân quen. Yeah. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Và You know có mang đến cho một người một bài này thì You know nghĩ là mọi người chưa ai nghe bài này cả. Bởi vì đây là một sân khấu đầu tiên mà You know sẽ xin trình diễn bài này. Yeah. Và đó cũng là bài nhạc phim của Lật Mặt Bảy. Có hai bài nhạc phim lận nhưng mà Juno hôm nay sẽ diễn bài của mình trước. Bài này của Juno là Dù Con Đã Không Lớn. Và lần này Juno có đến cùng với những người anh em của mình, tổng đài, những người đã làm lên bài hát này cùng với Juno. Mong là mọi người lắng nghe. Let's go. Thì mọi người một lần nữa tổng đài ạ. Let's go. Yeah. Mình muốn thay đổi không khí một xí không ạ? Mình quậy hơn đúng không ạ? Yeah. Và bây giờ em sẽ không để mọi người chờ lâu. Một bài quen thuộc nhất mà mọi người có thể đã biết đến em qua bao nhiêu lâu nay. Bài gì ạ? Không gì? Không dám đâu. Ôi. Không dám đâu rồi. Let's go. Joy.
Gửi lời chào đến tất cả mọi người nào. Dạ, em cũng muốn gửi lời chào đến tất cả mọi người một lần nữa. Dạ, mình là Juno Big Boy à. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Mong là mọi người hãy xin đến... khán giả một tấm đi không ạ? Rồi, dạ. Okay. Xin okay. Mời em, chụp khán giả một tấm nha. Dạ. Mình đứng đây thấy hết không ta? Em xuống không ạ? Ok. Xuống đây à, không thấy hết được, xuống đây thấy hết không anh? Đi xuống. Ok. 3, 2, 1, go! Juno Big yeah. Boy. Mọi người nhớ tới là đón xem lượt mặt bảy một đứa nha cả nhà. Let's go. Okay, thank you. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, xin đừng bật mí. Đây là ca khúc OST đầu tiên thôi. Và chúng ta vẫn còn một ca khúc OST của Lật Mặt 7 một điều ước nữa. Và bây giờ sẽ tiếp tục mang đến những món quà tiếp theo dành cho tất cả mọi người. Quốc Bảo xin được bật mí là chúng ta sẽ còn những phần quà rất là hấp dẫn à. Và ngay bây giờ mọi người ơi, chúng ta tham gia trả lời câu hỏi Kay Hood được không ạ? Điện thoại của mọi người đâu hết rồi nào? Hãy cùng lấy điện thoại của mình ra và chuẩn bị quét mã QR code của chúng tôi và đến với phần trả lời Kay Hood để có cơ hội chinh phục cho mình những giải thưởng rất hấp dẫn à. Đó chính là xe đạp điện Blu-ray X16. Bên cạnh đó, phần quà tiếp theo đó chính là xe đạp điện AI E-Bike cùng với ví Midori. Tiếp theo đó chính là nón Đông Tây Barbershop và những chiếc áo thun của Gourmet. Và bên cạnh đó chính là những bộ kem chống nắng đến từ IG. Đó, hấp dẫn chưa? Xe điện và xe đạp điện nào mọi người ơi. Lấy điện thoại của mình ra và tham gia game Kay Hood ngay và luôn nào. Rồi, thao tác đầu tiên. Mọi người lấy điện thoại của mình ra, quét mã QR code ngay trên sân khấu. Và đặt tên sao mà dễ nhớ nha các bạn nha. Dễ thương nè, thêm số điện thoại đuôi của mình nữa càng tốt nha. Thanh Thanh Bé Vân, rồi Minh Anh nè, Kiều Diễm, Kim Huyền, Thùy Trang, quá trời tên rồi. Chúng tôi xin tổng kết là hiện tại đã có 300 người đăng nhập rồi. 330, 345, 360, 370 mấy người. Wow, rất hấp dẫn, nhưng câu hỏi rất dễ à. Đã 450 à. Vâng ạ, à, phố đi bộ của chúng ta hôm nay có bao nhiêu người nào? Trời ơi, thưa quý vị và các bạn, người mẫu thăng thức đang ngồi trên chiếc xe điện của chúng tôi.
Và nữ diễn viên Đinh Thị Dung đã lựa chọn chiếc xe đặc biệt. Rồi, 600 người tham gia rồi. Tiếp tục nào mọi người ơi, tăng con số này nhanh lên. Nhiều hơn nữa nào. Mình còn bao nhiêu phút nữa? Ok, chuẩn bị chốt đơn nha. 10 giây nữa mình khóa cổng đăng nhập lại nha. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại anh Quách Ngọc Thiên và anh Thanh Thức đang ngồi trên chiếc xe đặc biệt đến từ thương hiệu. 800 người tham gia rồi ạ. Thưa quý vị, chiếc xe đặc biệt vừa rồi đó chính là chiếc xe đến từ thương hiệu AI Evi. Và diễn viên Danny Dung đang ngồi trong một chiếc xe đạp điện rất thời thượng đến từ thương hiệu Bluebra X16. Và 5, 4, 3, 2, 1, khóa cổng đăng nhập ạ. Ok, và chúng ta đang có gần 900 người tham gia cây hút. Và câu hỏi đầu tiên, sẵn sàng. Rồi mọi người, mình né tí xíu ở dưới thấy màn hình nha. Phân cảnh mặt lưới khổng lồ bị mưa lũ cuốn bay và sạt lở trong lật mặt ba chàng quyết đã được thực hiện như thế nào? Xin mời. A. Quay tại một hòn đảo của Philippines trong mùa bão lũ. B. Dựng mô hình núi giả cao 10 mét cùng với sự trợ giúp của 7 cây phun mưa. C. Quay tại ngọn núi gần thác Mai đoàn phim khám phá được khi đi tìm cảnh. Và D. Quay tại ngọn núi gần thác Mai và xử lý hậu kỳ ở Thái Lan trong 6 tháng. A, B, C hay D ạ? 335 người chọn câu B. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Câu đầu tiên, chỉ có 1/3 khán giả trả lời đúng thôi nha. Cố lên quý vị ơi. Jim nè, đang ở vị trí thứ nhất thưa quý vị. Chúng ta đến với câu thứ hai. Người con thứ bảy của nhân vật bà Hai trong phim làm nghề gì? A. Kinh doanh bất động sản. B. Đánh bắt hải sản. C. Thầu xây dựng. Và D. Cả ba đáp án trên đều sai. Đáp án nào đây? 4, A, B, C, D. 3, 2, 1. Chúng ta đang có 453 người chọn câu D, là cả ba đáp án trên đều sai. Vậy thì đáp án chính xác đó là đáp án D, phải không ạ? Chúc mừng các bạn. Mì Mì đang vượt lên dẫn trước với vị trí thứ nhất ạ. Chúng ta đến với câu thứ ba. Yeah, thứ tự chúng ta sẽ thay đổi liên tục nha. Vì diễn viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn làm phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước có số tuổi là bao nhiêu? 10 tuổi, 4 tuổi rưỡi. Trời ơi, 4 tháng tuổi, 5 tuổi. Có vụ 4 tháng tuổi nữa nha, từ từ nha. Và đáp án sẽ là A, B hay C? C, 4 tháng tuổi là đáp án được lựa chọn nhiều nhất. C là câu chính xác ạ. Chúc mừng. Yeah. Thứ hạng tiếp tục thay đổi. Và Minh Tân đang vươn lên vị trí đầu tiên thưa quý vị. Tiếp tục đến câu tiếp theo nào. Ở lần đầu tiên, phần phim đầu tiên của Lật Mặt 7 ra mắt vào thời gian nào? A. Tháng 4 2015. B. Tháng 5 2014. C. Tháng 5 2015. Và D. Tháng 4 năm 2014 ạ. Và lần đầu tiên này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi quý vị nha. Đây là câu thứ tư rồi. Ai trả lời chính xác lần đầu tiên, các bạn sẽ nhận ngay về cho mình xe đạp điện Bluebra X16. 400 người lựa chọn đáp án A và đó là đáp án. Xin mời anh Lý Hải. Tháng 5 2015 ạ. Trời ơi, rất là tiếc, đáp án C mới đúng các quý vị ơi. Và người đang đứng đầu đó chính là Bùi Lê. Câu cuối cùng của lượt đầu tiên đó là, trời ơi, sao câu ấm nhơ mắm nhất mà hụt hạp gì ở đây, là câu thoại của A. Lâm mà Văn Khoa nói với Hiền Võ Thành Tâm trong Lật Mặt 48 giờ. B. Bảy Tròn là Lý Hải nói với mình mà Văn Khoa trong Lật Mặt Nhà Có Ma.
C. Đức Huy Khánh nói với Tâm Song Loan trong Lật Mặt ba chàng quyết, và D là Phương Quốc Cường nói với Phát Huy Khánh trong Lật Mặt 6 à. Và đó là A. A là đáp án. B là câu chính xác. Dạ, rất là tiếc B mới đúng à. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với kết quả ở lượt đầu tiên. Xin được chúc mừng chủ nhân chiến thắng, đó là xin được chúc mừng giải ba của chúng ta với tên là Bơ. Chúc mừng giải nhì là Minh Tân, và giải nhất đó là Bùi Lê. Bùi Lê thưa quý vị. Bùi Lê xin mời. Bùi Lê. Và xin mời tất cả mọi người sẽ cùng nhận phần quà của mình. Xin mời các bạn lên sân khấu. Giải ba sẽ nhận về cho mình một nón Barber Shop. Giải nhì nhận về cho mình một ví Midori. Và giải nhất là một xe đạp điện Blue Ra X16 thưa quý vị. Xin mời ba bạn may mắn được tiến lên sân khấu. Minh Tân. Đây giải hai. Xin mời ba bạn sẽ đến giữa sân khấu ạ. Đây vẫn còn ạ. Vâng ạ, một đồng ý từ lớn để chúc mừng cho ba nhân vật may mắn và xuất sắc của chúng ta ở lần chơi đầu tiên ạ. Giải ba bên đây ạ. Và với những giải thưởng gọn và nhỏ thì chúng tôi sẽ trực tiếp trao cho tất cả quý vị. Còn hai chiếc xe đạp điện này thì quý vị yên tâm nha, hãy gặp ban tổ chức của chúng tôi đằng sau cánh gà và để lại thông tin của mình, và sau đó các bạn sẽ nhận trực tiếp về cho mình trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi xin mời mọi người chụp ảnh nha. Xin cho một tràng tay à. Xin được chúc mừng các bạn. Bây giờ mình tiếp lượt một game nữa nha. Lượt thứ hai anh hả? Lượt thứ hai. Vâng ạ, lượt thứ hai thì lượt hai là chiếc xe kế bên đây ạ. Chiếc xe còn lại. Rất là thời thượng nha. Và bây giờ xin mời mọi người tiếp tục đến với câu hỏi thứ 6 của chúng ta. Và lần này xin mời mọi người tiếp tục đăng nhập ạ. Hai trăm tám mươi mấy, chín mươi mấy, 300, 302, 303, 304, 350, 306, 307, 308, 309, 400, 401, 402, 403, 404, 450, 406, 407, 408, 409, 500, 501, 502, 503, 504, 550, 506. Em biết là anh Lý Hải vừa đến một số đó, mà Lý Hải rất là vui trong làng hôm nay. Đọc không kịp ạ. À. Rất là vui với tình cảm của tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiếp tục đi ạ, đừng dừng lại. Ok. Dạ, 700 người rồi, 702 rồi, 703, ai cũng sẽ có 704, 750, 706, 707, 708, 709, 800. 10 giây cuối cùng để chốt sổ nào. Ok. 5. Cho 1.000 đi ha, cho đẹp nhờ. Cho 1.000 cho đẹp ha. 3. 5. 4. 3. 2. 1. 1.000. 1.000 rồi. Chốt đơn ạ. Vẫn tiếp tục, con số vẫn đang tăng rất nhanh. Ai cũng rất là mê xe đạp điện ạ.
1028 người tham gia rồi. Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta ở lượt này đó là: Lật Mặt lần đầu tổ chức mô hình casting online cho phép người tham dự tự quay clip gửi về trên diện rộng vào khi nào? Chúng ta có bốn đáp án ạ. A là Lật Mặt 48 giờ với đề bài tự do cùng điều kiện clip dài trên 1 phút. B, Lật Mặt 48 giờ với đề bài bạn sẽ làm gì nếu chỉ được sống trong hơn 48 giờ nữa. C, Lật Mặt 6 thống kê định mệnh với đề bài bạn sẽ làm gì nếu bị mất 20 tỷ. Và D là đáp án cuối cùng của chúng ta. 335 người chọn đáp án B, đúng không anh Hải ơi? Chính xác. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Sau câu đầu tiên, chúng ta đã có danh sách thứ tự đứng đầu, đó chính là bạn Như. Chúc mừng Như. Câu thứ hai bắt đầu. Đạo diễn Lý Hải đã từng tham gia vào bộ phim chiếu rạp nào của Hollywood? A, lồng tiếng cho phim Kẻ Cắp Giáng Sinh, The Grinch. B, lồng tiếng cho phim Đẳng Cấp Thú Cưng, The Series Blind of Best. Và C, tất cả đều sai. D, cả hai đều đúng. Tham gia lồng tiếng nha các bạn nha. Lồng tiếng cho một bộ phim điện, một bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng ngoài rạp. Và đáp án chính xác, đó là A. Đáp án A, lồng tiếng cho phim Kẻ Cắp Giáng Sinh, The Grinch. Và danh sách của chúng ta vẫn đang thống trị bởi Như. Chúc mừng Như, một cô gái rất xuất sắc. Câu thứ ba. Lật Mặt 6 tấm vé định mệnh xoay quanh câu chuyện gì? A, 5 người bạn thân và tờ vé số độc thắc trúng 138,8 tỷ. B, 5 người bạn thân và tờ vé số độc thắc trúng 138,6 tỷ. Khác con số nha các bạn. C là 136,8 tỷ. Và D là 136,5 tỷ. 36,6 tỷ ạ. Và đáp án chính xác đó chính là, xin mời Tân Đức, 136,8 tỷ. Xin được chúc mừng tất cả mọi người đã lựa chọn đáp án C. Thưa quý vị, Như là thế lực nào? Như là ai vậy? Chị Như đang đứng ở đâu? Mà chị Như chơi như đúng rồi vậy. Vẫn đứng đầu thưa quý vị sau 3 câu. Câu tiếp theo. Lát Như chị tôi xin được ký nha Như. Dấu chấm trong câu thoại sau trong Lật Mặt 48 giờ. Người miền Tây chất phát chứ không biết chất nhát. Lên luôn. Lên luôn tụi bay ơi. Hay là lên luôn bạn hiền của tao. Hay là lên luôn chú Tư của con ơi. Hay là lên luôn chứ ngán gì tộc này. Và chính xác. Đáp án chính xác đó là C. C. Lên luôn chú Tư của con ơi. Yeah. Chúc mừng. Để coi coi lần này Như còn ở đó không ta. Ủa chưa tổng kết luôn. Rồi sau câu này luôn nha mọi người nha. Một đặc điểm đáng yêu của Hoa Bất Tử được đạo diễn Lý Hải đã từng nhắc tới trong video clip hậu trường của bối cảnh phim của mình. A, hoa bất tử nở ra khi có mưa xuống nên đoàn phim phải chọn quay sau đêm mưa. B, hoa bất tử giật mai một nhưng ekip may mắn tìm được một khu rừng hoa bất tử rất đẹp. C, hoa bất tử ghép lại khi có mưa xuống và nở ra rất đẹp khi có nắng lên. Và D, hoa bất tử trồng tương đối khó cho nên ekip phải trồng hoa trong lồng kính tặng. Câu chính xác đó là câu C. Câu C. Và xin được chúc mừng. Ba giải cho chúng ta. Như đã xuống thứ hai rồi hả? Ai mà dữ vậy? Xin được chúc mừng Cát Tiên. Và xin được chúc mừng GVM. Xin mời các bạn sẽ cùng tiến lên được cao để nhận cho mình những giải thưởng ngay sau đây. Xin mời mọi người có nít đem lên sân khấu. Hồi nãy Thức thấy có một cái nickname là thua làm lại mà không biết làm không được hay sao mất tiêu rồi.
được chúc mừng chúng ta có bài giải. Cái ba là một bộ kem chống nắng đến từ Aichi. Cái nhì là một áo Gourmet. Và một cái nhất xe đạp điện AI E-Bike. Cái xe siêu dễ thương luôn mọi người. Xin được chúc mừng. Trời ơi, chúc mừng em đã nhận về cho mình một chiếc xe đạp điện rất thời thượng, AI E-Bike. Vâng ạ, à, xin mời mọi người sẽ ra giữa sân khấu để chúng ta chụp một tấm ảnh chung ạ. Chúng ta đang thiếu một bạn nữa, hãy nói là còn nhiều quà lắm. Chút xíu nữa là thêm một cái tour cây hút nữa phải không chị? Chút xíu nữa là anh kêu là anh sẽ tìm một cái game nào đó để chơi với mọi người vì còn quà à. Và trong thời gian sắp tới, nếu như mọi người review lật mặt 7 một điều ước với những hashtag quen thuộc của chúng tôi là hashtag lật mặt 7 và một điều ước, và bên cạnh đó chính là hashtag review lật mặt 7, và khi mà các bạn xem phim thì các bạn sẽ nhận thêm được rất là nhiều món quà đến từ ekip của đoàn phim lật mặt 7. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là một phần trình diễn có 102 rất đặc biệt, thưa quý vị. Từ nãy thì chúng ta đã gặp gỡ dàn cast người lớn rồi, và xin được bật mí à, trong bộ phim này của chúng ta có rất nhiều những diễn viên nhí à. Và ngay sau đây sẽ là một phần trình diễn rất là trendy, rất là thời thượng, những giai điệu rất là hot trend trong khoảng thời gian gần đây. Chúng ta có thể nhún nhảy chung với các bé được không ạ? Và ngay bây giờ dàn một trong các tên lớn để cùng đến. Mọi người, đây chính là những gương mặt diễn viên nhí xuất hiện trong lật mặt 7 một điều ước. Và bật mí với mọi người, trong bộ phim lần này có sự xuất hiện của bố thiên thần của gia đình Lý Hải và Minh Hà nữa. Đầu tiên sẽ là lời chào đến từ anh cả, đó chính là Rio, xin mời con. Dạ, cho con xin gửi lời chào đến các cô chú và các anh chị ạ. Con là Rio, con của bà Lý Hải. Trong phim Lật Mặt 7 lần này thì con trong vai Hai Khôn lúc nhỏ. Công việc của con là bán cà phê, hái cà phê. Buổi tối thì con về, con trông em ạ. Dạ, con cảm ơn ạ. Vỗ tay ạ. Rất là điển trai và cá tính các bạn. Và tiếp theo xin được mời bé Cherry. Dạ, con chào cô chú, anh chị. Con tên là Cherry, năm nay con 11 tuổi. Năm ngoái con đóng vai bán vé số. Năm nay con đổi nghề, con trở thành nghề hái cà phê. Và bán cà phê con đóng vai ba lần lúc nhỏ ạ. Người ta lên đời nha mọi người nha. Năm ngoái bán vé số, hôm nay bán cà phê rồi. Dễ thương quá. Rồi tiếp theo xin mời bé Sunny. Con tên là Sunny, năm nay con 10 tuổi. Năm trước con bán vé số số 2. Năm nay con bán năm trước mình bán vé số, năm nay mình bán gì? Dạ, hàng cà phê thứ hai. Bán hàng cà phê thứ hai luôn. Nói chung là hai bé lên đời từ vé số mình, giờ mình kinh doanh cà phê rồi. Còn bây giờ chúng ta đến với cậu Mio. Chào các chú và anh chị, con tên là Mio. Năm nay con 8 tuổi. Con đóng vai gì? Con đóng vai tên Tư gì? Tư Hậu. Tư Hậu lúc nhỏ đúng không? Vỗ tay quý vị ơi. Quá là dễ thương ạ. À. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng truyền mic cho những người bạn để giới thiệu. Xin mời con tiếp tục giới thiệu về mình và vai diễn của mình ở trong Lật Mặt 7. Con xin chào tất cả mọi người. Con tên là Ngân Chi, năm nay con 13 tuổi. Và con trong vai bé Huỳnh, con của mẹ Thấm và ba Hậu ạ. Dạ, xin được cảm ơn con. Dạ,
chào tất cả mọi người, và con là Hồng Anh, Trống Mai Thu, con 12 tuổi và con của Mẹ Lành và Ba Diệu ạ. Dễ thương quá. Dạ, con xin gửi lời chào đến các cô chú và anh chị. Con là Vương Hoàng Long, con 11 tuổi và con là Đống Ba Bé Quân, con của Mẹ Thảo và Ba Danh ạ. Tiếp tục luôn. Dạ, con chào cô chú. Con tên là Lưu Mỹ Uyên, năm nay con 10 tuổi, con đóng vai bạn của hai cô lúc nhỏ ạ. Rồi con lỡ thì con giới thiệu luôn đi con. Con tên là Tính Nguyễn. Vợ tôi là con nói bé chuyện, luôn. Nói chuyện bằng cái giọng mà con hay nói trên mạng á. Con tên là Tính Nguyễn. Con sao nói luôn đi. Con tên thẩm vợ của Tư Hậu. Cảm ơn con. Rồi bên kia nữa, ai chưa giới thiệu luôn không? Trâm Anh nói đi. Dạ con. Mọi người, con tên là Trâm Anh và con sống dài năm Thảo lúc đó. Cảm ơn con. Tiếp tục kiếm mất giùm chú đi con. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Mỹ Tiên và em đóng vai Ngân, bạn của Vi trong phim ạ. Em chào tất cả mọi người, em tên là Mai Linh ạ. Em đóng vai Oanh, bạn thân của Vi ạ. Yeah. Chúc mừng em. Xin chào mọi người, mình là Seri và mình đóng vai Vi, con của bố Hai Khôn và Mẹ Mai ạ. Dễ thương không ạ? Phải nói là dàn cast của Lạc 7 lần này rất chất lượng ạ. Có rất là nhiều những gương mặt mà tất cả quý vị và bạn đã rất là quen trên các nền tảng mạng xã hội, và có rất là nhiều các bạn fan nữa. Và tiếp tục, các bên phía cánh trái nha. Xin mời các em. Như lúc nãy thì Lê Thu cũng đã có xuất hiện ở phần đầu rồi, và xin được giới thiệu lại. Em là Lê Thu trong vai Sáu Thi, vợ của Sáu Tông. Dạ, em chào tất cả khán giả đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay ạ. Em là Hồng Thắm, đóng một vai bí mật trong Lật Mặt 7. Xin mời quý vị khán giả ngày 26 tháng 4 này ra rạp ủng hộ em cũng như là ekip Lật Mặt 7 một điều ước nhé. Con chào cô chú, mọi người có mặt tại đây cũng là con xin hết là sao? Là con tên gì, con đóng vai gì? Con tên là Trung Kim Phú Chí. Con tên là Phú Chí, con đóng vai gì? Con đóng vai bạn của Hai Khôi ạ, vỗ tay ạ. Một lần nữa và một tràng pháo tay thật lớn cho các bé. Đây chính là những diễn viên nhí sẽ mang đến màu sắc rất đặc biệt cùng với Lật Mặt 7 một điều ước ạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn tụi con rất là nhiều, vừa mang đến một cái phần trình diễn rất là trendy, khuấy động sân khấu và khuấy động không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Một lần nữa, một lời chào và gửi lời chào tạm biệt với tất cả mọi người. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Oh,
Phạm trưởng, xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn rất nhiều, xin cảm ơn ạ. Lâu lắm rồi Lê Hải mới có được một cái cảm xúc, một cái cảm giác mà đứng trước rất là đông tất cả các bạn, quý vị khán giả. Đây là một ca khúc Lê Hải viết lời cách đây là 24 năm rồi đó. Lê Hải đã viết lời ca khúc này 24 năm trước. Lúc đó thất tình mới biết được rồi, giờ chắc biết hết được rồi. Ở đây có bạn nào có đồng cảm xúc giờ? Rồi, ok, bây giờ Lý Hải và Phạm Trưởng sẽ hát một ca khúc mà Lý Phạm Trưởng viết lời cho Lý Hải. Mời các bạn lắng nghe lại ha. Một tràng tay lớn lên được không á? Rất là cảm xúc, rất là cảm động. Được mọi người ủng hộ vậy chắc quay trở lại làm ca sĩ quá. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Bây giờ Lý Hải sẽ hát lời một cái ca khúc lời Việt của ca nhạc sĩ Thái Hùng. Bây giờ Lý Hải hát thử một đoạn, nếu mà các bạn đồng ý thì Lý Hải sẽ hát hết bài ha. Ok, hát chay trước. Giờ sao nào với anh trong tim, mong người vô tắc bao đêm, ngập ngùi tối mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương múa màu. Em đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời, em mang con tim anh về đâu. Wow, vậy là hát hết bài ha. Yeah.